9. Phẩm vô trụ. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ Tát và đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, con đều chẳng đắc chẳng thấy. Thì tại sao khiến con dùng pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, đối với các pháp con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán. Nếu đem pháp ấy dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát, thì có thể có sự hối tiếc. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, cái danh Đại Bồ Tát ấy và cái danh Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa hai danh ấy đã không có sở hữu, nên hai danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc thọ tưởng hành thức con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là sắc cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn, cái danh của sắc ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của cái danh của sắc vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh của sắc vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhãn xứ cho đến đây là ý xứ? Bạch Thế Tôn, cái danh của nhãn xứ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh nhãn xứ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh của nhãn xứ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp xứ con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là sắc xứ cho đến đây là pháp xứ? Bạch Thế Tôn, cái danh của sắc xứ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh sắc xứ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh sắc xứ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhãn giới cho đến đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh nhãn giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh nhãn giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh nhãn giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhĩ giới, cho đến đây là các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh nhĩ giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh nhĩ giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh nhĩ giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tỷ giới cho đến đây là các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh tỷ giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái danh của tỷ giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tỷ giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là thiệt giới cho đến đây là các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh thiệt giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ.
Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thiệt giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thiệt giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng với các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là thân giới cho đến đây là các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh thân giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thân giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thân giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là ý giới, cho đến đây là các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh ý giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh ý giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh ý giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với địa thủy hỏa phong không thức giới, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là địa giới cho đến đây là thức giới? Bạch Thế Tôn, cái danh địa giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh địa giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh địa giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là thánh đế khổ cho đến đây là thánh đế đạo? Bạch Thế Tôn, cái danh thánh đế khổ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thánh đế khổ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thánh đế khổ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là vô minh cho đến đây là lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não? Bạch Thế Tôn, cái danh vô minh ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh vô minh vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh vô minh vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sự tận diệt của vô minh cho đến sự tận diệt của lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là sự tận diệt của vô minh cho đến đây là sự tận diệt của lão tử, sầu, than, khổ, ưu não? Bạch Thế Tôn, cái danh tận diệt vô minh ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tận diệt vô minh vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tận diệt của vô minh vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tham sân si, tất cả triền kiết, tùy miên, kiến thủ, bất thiện căn vân vân, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tham cho đến đây là bất thiện căn vân vân? Bạch Thế Tôn, cái danh tham ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tham vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tham vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là bốn tịnh lự, cho đến đây là bốn định vô sắc? Bạch Thế Tôn, cái danh bốn định vô sắc ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái danh